quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thoải mái nhất và thư giãn nhất. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Bị chỉ trích vì từ thiện 100 triệu đồng, Hương Giang lên tiếng đáp trả. Hương Giang đã có những chia sẻ với báo khi bị khán giả chỉ trích sau khi giúp đỡ đồng bào miền Trung 100 triệu đồng. Những ngày qua, tình trạng lũ kéo dài đã khiến bà con ở nhiều tỉnh miền Trung rơi vào tình cảnh khó khăn. Sau thời gian dài chống dịch, việc bão dòng bão kéo đến khiến cuộc sống người dân càng vất vả. May thay, nhiều sao Việt như Thủy Tiên, Trấn Thành, Đại Nghĩa, MC Nguyên Khang đã chủ động đứng ra kêu gọi quyên góp để ủng hộ đồng bào miền Trung chống lũ lụt trong những ngày này, khiến công chúng vô cùng cảm kích. Hương Giang lên tiếng khi bị chỉ trích vì quyên góp 100 triệu đồng cùng Ngọc Trinh không đứng ra kêu gọi quyên góp như Thủy Tiên, Trấn Thành hay Đại Nghĩa. Hương Giang đã trực tiếp cùng Ngọc Trinh đóng góp 100 triệu đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung chống lũ. Tuy nhiên sau đó, khi đứng trước nhiều luồng chỉ trích của cư dân mạng cho rằng cả hai người đẹp khá keo kiệt trong việc quyên góp từ thiện, Hương Giang đã thẳng thắn chia sẻ. Với quan niệm của Hương Giang, người nghệ sĩ làm từ thiện là từ trong tâm của họ. Có những người dùng sức, những người còn lại không có thời gian thì dùng tiền. Đó là những điều mà nghệ sĩ muốn làm từ tâm nên đừng áp đặt và hy vọng người dân miền Trung vượt qua được cơn lũ. Rất nhiều nghệ sĩ như Thủy Tiên, vợ chồng anh Lý Hải Minh Hà đứng ra kêu gọi quyên góp thì mọi người có thể gửi vào số tài khoản đó để giúp đỡ. Hương Giang cho rằng từ thiện là ở tâm của mỗi người. Ngọc Trinh thẳng thắn đáp trả anti-fan khi bị nói không từ thiện như Thủy Tiên. Không riêng về Hương Giang, khi đứng trước nhiều luồng dư luận từ cư dân mạng trong việc không đứng ra quyên góp tiền để giúp đỡ người dân miền Trung, Ngọc Trinh cũng không ngần ngại chia sẻ. Trinh không đứng ra kêu gọi ủng hộ vì thấy bản thân mình chưa thể làm chỉnh chu được việc này. Làm mà không tới nơi tới chốn thì không được. Do vậy nên quan điểm của riêng Trinh thiện nguyện là từ tâm. Cảm thấy trái tim mách bảo là Trinh sẽ làm chứ không chờ đợi vào một kế hoạch nào cả. Và Trinh có ngân sách bao nhiêu thì mình sẽ góp bấy nhiêu. Mọi đóng góp của mình như muối bỏ bể, nhưng Trinh tin có rất nhiều tấm lòng hậu tâm để cùng chung tay chia sẻ. Từ thiện là trong tâm của mỗi người. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Hy vọng thông qua những chia sẻ của Ngọc Trinh và Hương Giang, khán giả sẽ có cái nhìn cởi mở tích cực hơn về vấn đề này với những người nghệ sĩ.